Anh em cần bản gốc đầy đủ không và không bị chèn nhạt vào, hãy liên hệ điện thoại 0708252799 để lập thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuông, trồn, sắt và các loại thứ đồ nhỏ trong đó đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh thanh bản của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cần bản gốc đầy đủ không và không bị chèn nhạt vào, hãy liên hệ điện thoại 0708252799 để lập thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, sắt và các loại thứ đồ nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh thanh bản của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạt vào, hãy liên hệ điện thoại 0708252799 để lập thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuông,